Xã Khánh Bình là địa phương thứ ba của quyền An Phú được chọn thực hiện xây dựng xã nông thôn mới. Đến nay đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đạt 19 trên 19 tiêu chí và chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới vào thời điểm đất trời đạn vào xuân. Đây được xem là thành quả sau nhiều năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Bình nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng vùng nông thôn Khánh Bình ngày càng khởi sắc hơn. Thể hiện rõ nhất là những ngày này, chúng ta trở về Khánh Bình, bắt gặp nhiều ngôi trường khang trang mới mọc lên, những con đường giao thông nông thôn được bê tông hóa nối liền liên ấp, liên xã, những tuyến kênh mương nội đồng kiên cố dẫn nước vào đồng ruộng. Diện mạo nông thôn ở xã Khánh Bình ngày càng đổi thay khởi sắc. Vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Sự thành công trong xây dựng nông thôn mới là sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ và các tổ chức mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện các cái chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là sự tin tưởng của người dân ủng hộ cùng chính quyền để thực hiện à, từ đó là cái việc thực hiện cái nghị quyết của đảng quỹ về xây dựng nông thôn mới đối với xã khánh bình là đã được hoàn thành trước so với cái lộ trình là một năm thực hiện mục tiêu chuyển đổi diện tích đất làm lúa kém hiệu quả sang trồng can trái theo hướng chất lượng, hiệu quả mang lại kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình, mỗi năm thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng. Điển hình như gia đình anh Quỳnh Thanh Minh ở ấp Búng Nhỏ, với 2 hecta trồng xoài, sau 3 năm chuyển đổi cây trồng, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, giúp gia đình anh Minh giảm chi phí đáng kể, sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, mỗi vụ luôn được công ty đến bao tiêu sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho gia đình lên gấp nhiều lần kinh tế thì giữa cái cây cây xài keo và cây lúa thì cây xài keo nó tăng gấp 5 6 lần so với cây lúa. À, đại khái là mò, trên một công xài keo là chúng ta thu hoạch trên một năm vậy là tương đối gần 2 tấn rưỡi đến 3 tấn. Hay mô hình nuôi cá sấu của ông Nguyễn Văn Quýt ấp Sato với diện tích 100 m2 xây dựng 10 bồn nuôi, mỗi bồn thả khoảng 80 con cá sấu giống, sau 7 tháng nuôi trừ chi phí, ông Quýt lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Một khi nguồn thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống được cải thiện, thì việc góp sức để xây dựng các công trình thủy lợi nội đồng, lộ giao thông nông thôn, đường ra cánh đồng được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp công và tiền trên 8 tỷ 139 triệu đồng. Trong đó, còn có nhiều nông dân còn hiến đất để xây dựng đường ra cánh đồng. Nhân dân của địa phương rất là đồng tình với đảng quỹ và quỹ ban dân để xây dựng cái nông thôn mới. Và bản thân riêng, bản thân tôi thì có hiến đất vừa 2 miếng chiều dài khoảng gần 200 thước, 200 thước để làm cái đường ra cánh đồng. Bên cạnh sự đồng thuận của người dân còn được thể hiện trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo. Đã có 217 căn nhà được cất mới và sửa chữa cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá trên 5 tỷ 500 triệu đồng. Đảm bảo 100% trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,68%. Cũng từ chủ trương xây dựng nông thôn mới, công trình đường ra cánh đồng cũng được bê tông hóa với chiều dài gần 2.900 mét, kinh phí thực hiện gần 20 tỷ đồng, giúp nông dân thuận tiện đi lại bằng xe cơ giới, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp được thuận lợi. Tết này, nhiều con đường ra cánh đồng quê hương Khánh Bình tràn ngập niềm vui, bà con rất phấn khởi và tự hào với những thành quả đã đạt được.